Thịt mua nhiều. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời, bó hoa đẹp quá. Cảm ơn rất là nhiều. Cho phép mình để đây nha. Điếu thuốc tàn. Điếu thuốc tàn. Tàn rồi, bây giờ mình chơi điếu thuốc lào. Để hỏi bên bên cái điện thoại của Út có. Bây giờ theo lời yêu cầu thì giờ mình làm điếu thuốc lào, ổ lộn, điếu thuốc tàn cho tất cả mọi người nghe nha. Trong cái điện thoại nhỏ có cái bài điếu thuốc tàn, Blaze Spike nha. Đừng có lấy cái bài Green Smith nha. Slow á. Dạ. Hát hồn. Ủa chẳng có thể làm lớn nữa cho điếu thuốc tàn được không ạ? À? Thưa lời yêu cầu, bài này không có nằm trong kế hoạch. Những dòng cái tay của bạn và những cái tay bạn mua qua mua lại được không ạ? Yêu các bạn nhiều lắm nha. Cuộc đời này vòng tương sinh luân hồi, nào ai biết trước đâu ngày mai. Người anh em lại bỏ xa ta từ nay. Vừa mới ngày qua, người nói anh em ta vui đùa. Vậy sao thế hôm nay người anh em đã lìa xa nhân thế phù phàng. Riêng một con năm thuốc vẫn chưa tàn, người anh em đi cùng ta. Bởi tình anh em ta sống mãi không hề đổi thay. Ở phương xa ấy, người anh em tôi cứ bình yên. Chìm sóng trên thương tình đâu ai tránh khỏi, chỉ là một người đi chưa. Người anh em hãy cứ vững tin, chúng ta vẫn sẽ còn được thấy nhau. Một ngày tôi cũng sẽ đến nơi ban đêm thôi hiểu mà. Giờ nhìn người mưa chưa thấy nhau, không sao kìm nén bút đau ngăn lệ. Gặp lại nhau ở thế giới kia, chúng ta phải kể. Người anh em hãy cứ vững tin, những cái tay không bằng luôn quay lại cho mẹ đúng không? Chết lâu nữa, chả lo không à?